Sáng nay ngày 2 tháng 7, trước cổng bệnh viện An Bình thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tự thiêu khiến cho một nạn nhân tử vong. Vụ tự thiêu xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 7 trước cổng bệnh viện An Bình thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 62 tuổi, hành nghề ăn xin, sống tại công viên trước cổng bệnh viện. Biết là mình bán ở đây nè, mình đi ra đây ủa xem có phải ông ấy ai đốt đồ của ông ấy. Ngày nào ông về ông cũng ở đây, ông hay xin đồ chỗ tôi. Thế là tôi mới thấy chạy ra thì thấy nó người ông cháy trong, mới tôi hô lên người cháy. Dạ, láng qua ông kia một giống hộp cơm nữa, rồi xong rồi tôi đi bán cái số đằng kia. Rồi tôi đi bán cái số đó, tôi lại tôi nghe nó ông đốt, ông cháy. Cũng theo lời kể của các nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân đã sống tại công viên trước cổng bệnh viện An Bình nhiều năm nay. Mọi sinh hoạt đều diễn ra tại công viên này. Đáng chú ý, nạn nhân hiện mang bệnh nặng, một chân bị đau nên phải di chuyển bằng nạng. Khoảng 30 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.